Khen chắc chắn không phải là sự lựa chọn lâu dài đó đây là những gì mà host Trương tam bảo trên facebook page của Viet devils nếu ai xem màn trình diễn tối qua của Mo là sẽ hiểu được một điều tuổi tác sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến sala mùa giải mùa giải này đã ảnh hưởng rõ rệt đến sala mùa giải này và cầu thủ người ai cập đã không có đủ sức để có thể bùng nổ như những mùa giải trước À, trước đó một năm Firmino bằng tuổi Salah bây giờ Firmino đã đi xuống rất rõ và năm sau Kane sẽ bằng tuổi Salah mùa giải này trong livestream cách đây vài tuần tôi đã đề cập đến cái vấn đề này từ Aguero đến fan Percy đến Salah đều đã chịu ảnh hưởng bởi tuổi tác bạn có thể đề cập đến Ronaldo hay Ibrahimovic nhưng hai cái cây trường sinh này cũng chỉ là những cái làn gió mới ở mùa giải đầu tiên cập đến Man United mà thôi và đi xuống ngay năm sau đấy trong khi Kane đã tỏa sáng suốt nhiều mùa giải qua và ngưỡng cửa 31 sắp đến, tôi đồng ý Man United ngay lập tức có thể trở thành ứng cử viên vô địch nếu có Kane. Thậm chí là cho dù Kane chỉ đóng góp 10 đến 15 bàn một mùa tới thôi. Nhưng nếu chỉ có 10 đến 15 bàn tại sao không đặt niềm tin vào một tiền đạo trẻ hơn, có giá rẻ hơn và chắc chắn là đóng góp lâu dài hơn. Dự án của Eric Ten Hag chắc chắn không dừng ở 3 năm và liệu có nên đặt quá nhiều tiền cho kênh và sau đó lại phải tìm một cái sự thay thế ngay một năm sau đó hỏi chấm đây là host chương tam chia sẻ đấy đúng không đấy thì hôm nay tôi muốn chia sẻ cái phản biện của tôi về cái góc nhìn này của host chương tam mà rất là hay thôi tôi nói chung là tôi rất thích những ai mà không đồng tình với tôi những người mà đồng tình với tôi tôi cũng thích những ai mà không đồng tình với tôi ấy mà dùng logic ấy thì tôi cũng rất thích những ai mà không đồng tình với tôi ấy nhưng mà nói mà không có logic ấy thì ok rồi cái đấy là lúc mà tôi cảm thấy là không cần phải dành nhiều thời gian đúng không câu trả lời của tôi cho host chúng ta biết như sau này king chắc chắn sẽ không phải là sự lựa chọn lâu dài ok đồng tình cái này tôi chả phản biện <laughs> tất nhiên một cầu thủ 29 lên 30 tuổi à đây không phải là một lựa chọn lâu dài nhưng mà đối với bạn ấy lâu dài là gì đối với các bạn ấy cái định nghĩa lâu dài là là sao nếu như à bảo ấy là sử dụng hurricane được trong 3 đến 4 năm tới à ở một cái mức mà chất lượng ổn thì tôi hoàn toàn ok với cái điều đấy tôi không nghĩ là thế giới bây giờ ấy chúng ta sẽ thấy một kiểu như là một Wayne Rooney ở Manchester United gần như là cả cuộc đời của mình từ 18, 19 tuổi lên tới hơn 30 tuổi rất ít khi chúng ta thấy một cái trường hợp đấy Marcus Rashford ấy có thể là một cái trường hợp đấy cho chúng ta nhưng mà bạn đi nhìn đi Manchester United đội hình Bây giờ à, tính cả dự bị là có bao nhiêu cầu thủ tất cả 26, 27 tuổi à, 26, 27 cầu thủ không Marcus Rashford là một cầu thủ Trong số tất cả những cầu thủ đấy Marcus Rashford là trường hợp ngoại lệ Và tôi tin chắc ấy, rất nhiều những cầu thủ kiểu như này này Bây giờ ấy, là trường hợp ngoại lệ ngoài kia Chúng ta bây giờ ấy, Ở cái thế giới bây giờ Thế giới gọi toàn cầu hóa bây giờ đây Thế giới mà bây giờ bóng đá nó càng ngày càng cạnh tranh như này đây Nhiều câu lạc bộ lớn như này đây Chứ không phải là một số câu lạc bộ nhỏ một số ít câu lạc bộ mà bây giờ thống trị những cái giải của họ nữa. Bây giờ à kể cả Newcastle cũng lên có thể cạnh tranh được với MU đúng không? Chúng ta đang thấy Chelsea bây giờ cũng đang hơi hơi gọi là trượt chân một chút. Liverpool cũng đang trượt chân. Brighton nó đang đi lên như này đây. Ở một cái thế giới bây giờ ấy mà tôi cảm thấy là cái tính cạnh tranh ấy nó càng ngày càng cao như này này. Thế à tôi không nghĩ là chúng ta nên kỳ vọng hoặc chúng ta nghĩ là cái việc ấy là một cầu thủ sẽ ở lại với chúng ta và cống hiến 10 năm. Tôi ấy đang dần dần bỏ hoàn toàn cái khái niệm này khỏi đầu tôi rồi. Tôi không biết là các bạn cảm thấy nào. Nhưng mà cái khái niệm một cầu thủ cống hiến 10 năm cho một câu lạc bộ à, tôi không tin vào cái điều đấy nữa. Tôi bây giờ tôi xác định cả à, một cầu thủ à, chắc là cống hiến cho câu lạc bộ khoảng 5 năm rồi họ đi. Chả một cái vấn đề gì cả. Không một cái vấn đề gì ở đây cả. Đơn giản là vì sao? Tại vì à, bây giờ à, có quá nhiều lựa chọn. Nó như kiểu như là ấy, ông bà của chúng ta trước đây ấy, bảo là chỉ sống ở một thành phố thôi. Đúng không? Không muốn đi đâu cả. Xong bây giờ à Người Hà Nội bay vào miền Nam ở mầm cả lên đúng không Hoặc là người Việt Nam bay sang Hàn Quốc Đài Loan Nhật Trung Quốc Định cư làm việc Còn trường hợp tôi đây Bay sang bên Anh đây Sang châu Âu cũng đầy ra Cho nên ấy, cái việc ấy là Ông Harry Kane ấy Ông ấy không phải là một tiền đạo lâu dài chúng ta Không phải là một vấn đề Và các bạn cũng đừng nghĩ đem Victor Osman về à, Ông Osman ở với chúng ta 10 năm Tôi không nghĩ là thế Tôi nghĩ là đem Osman về à, ông ấy ở vì chúng ta khoảng 3 4 5 8 năm. Tôi xin lỗi, 5 năm, không phải là 8 năm. 5 năm rồi là tôi nghĩ là lúc đấy ông ấy muốn đi, ông ấy thử một cái mới. Cái thời đại bóng đá bây giờ là thế. Ok, cho nên tôi không đặt nặng cái việc ấy là phải có một cái tiền đạo nào đấy mà cống hiến cho chúng ta về mặt lâu dài. Cái này đối với tôi ấy, là thời giới bóng đá bây giờ ấy nó đã không còn cái khái niệm này nữa rồi. Tiếp, bây giờ bảo cho tôi ấy, là Harry Kane ấy Câu cuối cùng của Host Trương Tàm là có nên đặt quá nhiều tiền cho Hurricane và sau đó lại phải tìm một sự thay thế ngay một năm sau đó không? Cái này tôi không đồng tình Vì sao chúng ta mua Hurricane mà năm sau chúng ta phải mua một tiền đạo mới? Host Tam giải thích của em cái Em không hiểu vì sao mà mình phải làm cái điều này luôn ấy Vì sao? Hurricane hoàn toàn có thể công hiến cho ta được chúng ta ấy phải 3-4 năm Ở một mức gọi là chất lượng khá Khá đây là rất rất khá nhưng chẳng phải là khá trung bình Rất rất khá luôn khi mà chúng ta đang có Marcus Rashford ở Prime đây, Bruno ở Prime đây. Đúng không? Chúng ta vẫn có Casemiro, lạm kể cả 30 tuổi đi, đá vẫn rất chất lượng. Vì sao mà chúng ta nghĩ là Harry đến à? Sau đấy một mùa giải là chúng ta phải có một tiền đạo khác vào. Em không tin vào cái điều này, em không đồng tình với cái điều này. Thực sự, không không, không, không đồng tình vào một cái điều này một chút nào cả. Tiếp. Nếu như mà hỏi tôi ấy, là sao? Khoảng sau 2 đến 3 năm này, mà chúng ta bắt đầu nghĩ đến cái việc là có được một cái ai một ai đấy để kế thừa cái vị trí của Hurricane ấy thì lúc đấy tôi đồng tình mà bảo sau một năm mà chúng ta phải mua một tiền đạo mới nào hoàn toàn không đồng tình hoàn toàn không đồng tình với cái điều này một chút nào cả ok thì đây là góc nhìn của tôi Kane ấy là sinh năm 29 à 29 tuổi nhầm sinh năm 29 29 tuổi tháng 7 này Hurricane sẽ lên 30 tuổi năm sau Hurricane sẽ lên là sao năm sau Hurricane sẽ lên Uh, 31 tuổi Nhưng mà lúc đấy kết thúc mùa giải năm sau rồi <laughs> Cho nên là mùa giải tới Mà mình mua Hurricane này này Mùa hè này mình mua Kane này này Có nghĩa là trong mùa giải tới Mình sẽ có Kane ở độ tuổi 30 Cho nên host Trưng Tam cứ thích nhích 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 số lên <laughs> Đúng không? Trong khi Kane đã tỏa sáng suốt Nhiều mùa giải qua Và ngưỡng cửa 31 sắp đến Ừ nhưng mà trong mùa giải tới Là Kane là 30 tuổi Đúng không? Sau đấy mới là 31 tuổi. Mùa giải sau đấy nữa là chúng ta đã có Kane hai mùa giải thì Kane mới là 31 tuổi. Đừng tôi cũng tin vào cái việc này, đừng không cần phải nhích, nhích nhích lên như này cả. Tiếp, thêm một cái thêm một cái điều nữa mà các bạn cần biết ấy là chúng ta biết là gì? Chúng ta biết đấy là sao? Chúng ta biết đấy là Mousala ấy không có những cái tố chất như là Harry Kane có. Kane lên đến một cái tuổi nhất định ấy Mosala, Aguero những cái cầu thủ này họ không có cái khả năng link cấp play tốt như Harry Kane. Cái khả năng drop deep, xoay người và có thể đưa ra được những cái đường truyền chọc khe cho đồng đội của mình như là Hyunminson. Trong trường hợp của Man United có lẽ là Marcus Rashford và cánh phải là Anthony đúng Trong trường hợp của chúng ta là như thế để có thể lên và ghi bàn. Những cái kiểu tiền đạo như thế Tôi không nghĩ là cần phải dùng sức như là một Mo Salah đâu Mà pressing rock and roll như là Gary Neville chia sẻ theo cái trường phái của ai? Theo cái trường phái của Jurgen Klopp. Mo Salah cũng ít khi mà drop deep đến cái mức thế để có thể đưa ra được những đường kiến tạo. Đấy có phải cái kiểu đá của Salah, đấy cũng không phải kiểu đá của Aguero. Kiểu đá của Kane à, tôi cảm thấy là có một cái sự trường tồn hơn. Kiểu đá của Kane à, nó có một cái sự gọi là đóng góp về mặt lối chơi tổng thể của đội hơn. Mà sao sẽ giúp Kane duy trì được cái sự đóng góp của mình cho đội một cách đều đặn hơn kể cả khi Kane đã lớn tuổi rồi đấy là cái góc nhìn của tôi đây là góc nhìn của tôi không biết là các bạn đang cảm thấy thế nào đúng không viết tuấn bảo là lối đá của kane lùi sâu làm tường lẫn làm bóng mà nên không tốn nhiều sức như mấy cái ông như, mấy ông cứ chê già giống Ben ú nhánh nhánh bảo thế Benzema cũng có một phần nào đấy cái cái bản cái, cái cái, những cái kỹ năng này đúng không nghĩa Benzema lùi về làm tường rất là chất lượng và sau đấy à đưa ra được những cái đường truyền chọc khe cho Vinicius Junior để có thể lên tấn công tất nhiên ấy, tôi cảm thấy Benzema ấy là thực sự ở duy trì được cái này ở một cái mức rất là đẳng cấp và bảo là Harry Kane phải có bằng được cái Benzema thì cũng thực sự cũng rất là khó thực sự cũng rất là khó nhưng mà không thể bảo đấy là không làm được không làm được, còn cái kiểu đá của ông Zlatan Ibrahimovic mọi người biết rồi đấy <laughs> Mọi người biết Zlatan Ibrahimovic đá cái kiểu nào ở đây, đá như kiểu đá võ, tập võ đúng không, dùng sức rất là nhiều, đánh đầu âm âm rồi Tranh chấp rồi uh, huyết nhau rồi kiểu như là bay cung phu trên trời ấy, cái thứ Cái kiểu đá đấy cực kỳ cực kỳ khó có thể duy trì được Chúng ta biết được cái điều đấy đúng không và Kane tôi cảm thấy là có khả năng ấy, có cái khả năng và và cái 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 xác suất mà duy trì được cái đóng góp ở cái mặt trận gọi là ở cái, ở cái ở cái ở cái mặt đỉnh cao như này này, ở cái mặt đỉnh cao trong bóng đá như này nó có thể kéo dài lâu dài hơn những cái tiền đạo kia rất là nhiều. thì đấy là góc nhìn của tôi về Harry Kane. À, uh, Tam có nói cái gì mà em không đồng tình không nhỉ? Um, uh, Tam có bảo ấy nhưng nếu chỉ có là 10 đến 15 bàn ấy thì tại sao không đặt niềm tin vào một tiền đạo trẻ hơn, có thể là giá rẻ hơn và chắc chắn là đóng góp lâu dài hơn? Ai? Ai? Vấn đề ở đây là ai? Bất kỳ một lựa chọn nào khác ấy, đều cũng sẽ gặp những cái vấn đề riêng của họ. Ok? Victor Osman ấy thì không tích được cái box là rẻ hơn. Ok? Osman không rẻ hơn Harry Kane. Nếu ai mà nghĩ Osman rẻ hơn Hurricane ấy, các bạn cần phải tỉnh dậy và các bạn cần phải xem nội dung của Việt Devils thường xuyên hơn hộ tôi. Xem nhiều hơn hộ tôi đi, tại vì à, các bạn có vẻ như không được cập nhật. Đừng có nói Osman là rẻ hơn Hurricane. Tiếp, rẻ hơn mà làm sao? Mà làm sao? Trẻ hơn mà chắc chắn đóng góp lâu dài hơn. Còn ai ở đây nữa? Ivan Tony, hãy đăng vào thế, đồng tình. Tôi là một fan của Ivan Tony. Tôi đã chia sẻ rồi, nếu như mà chúng ta theo đuổi Ivan Tony ấy, tôi hoàn toàn ok với cái điều đấy. Tôi hoàn toàn ok với cái việc ấy theo đuổi Ivan Tony. Ivan Tony ấy là một cầu thủ rất chất lượng. <laughs> Không có một cái gì mà phải tranh cãi ở đây cả. Cái điều mà các bạn cần biết đấy, Ivan Tony ấy, là 27 tuổi. Ok. Ivan Tony kém Harry Kane tầm 3 năm. Ok, khoảng 3 năm. 3 đến 3 đến 2 năm, cho nên là rẻ hơn, trẻ hơn đá giải ngoại hạng Anh và bây giờ đang phong độ đang rất bay. Ivan Tony ấy à đối với tôi ấy, là một cái alternative, một cái lựa chọn rất phù hợp cho lối đá của Eric Senna và rất phù hợp với túi tiền của MU nếu như mà cần phải cân nhắc về mặt chi tiêu. Ok, ngoài Ivan Tony ra còn ai nữa? Dusan Vlahovic hôm nay Fabrizio Romano tiêu đề chính của chúng ta này đúng không? Fabrizio Romano đã bảo ấy là Man United hiện tại ấy, đang cân nhắc đem về Dusan Vlahovic đúng không? Tại vì sao hiện tại Vlahovic đang không có được một cái phong độ tốt ở một Juventus dưới thời Allegri. Juventus hiện tại đang gặp những cái khủng hoảng nhất định của họ và có thể Dusan Vlahovic sẽ muốn tìm đến một địa điểm mới để có thể thi đấu được trong Champions League. Dusan Vlahovic không có vấn đề gì cả nhưng mà cái rủi ro ở đây ấy là chúng ta biết được cái vấn đề của những tiền đạo Syria chúng ta biết được những cái vấn đề của những cái tiền đạo Syria rồi chúng ta thấy Lukaku đá ra cái gì không tôi thật nhá chả phải tiền đạo thôi Syria rồi tiền đạo của Syria và tiền đạo của giải Đức chúng ta biết được cái này lôi ra những cái tiền đạo giải Đức với là tiền đạo Syria cho tôi đi thì các bạn sẽ thấy Timo Werner 50 đến 60 triệu bảng Anh về Chelsea đá có ra cái gì không Kai Havertz đá không trả ra cái gì ơ dứt điểm trả ra một cái gì cả sau đấy những bạn nào mà bảo vệ Kai thì bây giờ sẽ bảo ấy là Kai Havertz xảy ra có phải tiền đạo đâu. Đá trung tâm, ok. Nói chung là không dứt điểm được. Tiếp, Dusan Vlahovic bây giờ mà về à. Tôi sợ những cái vấn đề này sẽ gặp phải. Tại vì chúng ta thấy từ ra Syria chúng ta thấy Lukaku. Lukaku. Đừng có nói đừng, đừng. Đừng có nói Erling Haaland. Haaland là ngoại lệ. Cái này không ai có thể cãi được. Erling Haaland là đá hay, nhưng mà Erling Haaland là ngoại lệ. Bản chất đây, tiền đạo cánh của chúng ta Jaden Sancho giải đức về đá bây giờ có ra cái gì không? trả gọi đá trả ra một cái gì cả. Những cái vấn đề của những cái tiền đạo mà giải giải đức ấy rất là nguy hiểm. Tôi đếm được à, vài một vài trường hợp rất ngoại lệ và lẻ tẻ như là Holland hoặc là Aubameyang. Aubameyang từ Dortmund đến Arsenal. Tôi công nhận là đá hay. Ngoài mấy cái đấy ra thì thực sự ấy không còn một ai khác cả tiền đạo ở giải ý ở trong những năm gần đây này tiền đạo từ giải ý những năm gần đây mà về giải ngoại anh à không có nhiều cầu thủ mà thực sự đá tốt được đâu cho nên là chúng ta có thể mua một Dusan Vlahovic trẻ hơn rẻ hơn thời ra nhé cái rẻ nhé cái từ từ đi cứ từ từ đi <laughs> chúng ta chưa biết là rẻ hơn đâu tại vì Viet Devils đã hỏi tất cả các bạn đây đúng không Dusan Vlahovic trị giá bao nhiêu hơn 400 bạn đã nhảy vào vote rồi 60 triệu, 70 triệu, 80 triệu hay 90 triệu bằng anh Đúng không? Các bạn ấy, thực sự ấy, là nhìn đang rơi vào tầm khoảng 70 triệu bằng anh 70 triệu bằng anh Tôi bảo Harry Kane à, đi với mức giá ok là khoảng 80 triệu Cho nên rẻ hơn thì ok Nếu như mà chúng ta đồng tình ấy, là 70 triệu bằng anh ấy là mức giá Tại vì nhá, mọi người nên nhớ ấy, ở trên Tran ở trên Transfer Market nó bảo 75 triệu euro nhé Dusan Blavich hiện tại trị giá 75 triệu euro Thì sao? Thì nếu như mà quy ra bảng anh ấy thì nó rơi khoảng 70 triệu bằng anh nhưng mà bạn biết là MU mà đã tham gia rồi ấy, nó phải lên tầm khoảng 80 triệu 80 triệu bằng anh tầm đấy tôi không biết là ông Dusan Vlavic có thực sự có rẻ hơn Harry Kane không tại vì sao đơn giản đấy là Vlavic còn rất nhiều năm trong hợp đồng của Harry Kane chỉ có một năm thôi đơn giản là thế đấy thì cái vấn đề ở đây là sao vấn đề ở đây có một số trường hợp ngoại lệ như là ông Cristiano Ronaldo đúng không những cái trường hợp ngoại lệ như là Erling Haaland là một con thú riêng của nó rồi Erling Haaland là là sẽ có thể là khả năng cao sẽ trở thành một trong những greatest of all time rồi, đúng không? Thì chúng ta cũng bàn đến Erling Haaland. Và có một số trường hợp khác như kiểu ông Ok. Còn lại à, thực sự ấy, tổng thể những cái ông những cái ông mà tiền đạo mà từ những cái giải này mà đến giải ngoại anh mà bảo à đá ổn định và cống hiến cho chúng ta à, rất hiếm, rất ít, không có nhiều một chút nào cả. Thực sự không có nhiều một chút nào luôn tại vì sao? tại vì đơn giản là giải ngoại hạng bây giờ nó quá cạnh tranh, đòi hỏi của nó quá cao và những ông tiền đạo kia mà vào mà gặp những cái ông hậu vệ của giải ngoại anh bây giờ thực sự rất là khó thở, rất là khó thở, họ không thể nào mà họ không bắt kịp được với cái độ khốc liệt và cái 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 tần suất uh, thể lực và cái sự đòi hỏi của cái giải đấu này được, đơn giản thế thôi. thì mình đem dusan lavic về ấy. đây cũng là một cái rủi ro cho man united tiếp victor osman tôi cũng y hệt Victor Osman B đã bay, đã cháy Nó vẫn là một cái rủi ro Đúng không? Và chúng ta Nếu như mà chúng ta chấp nhận cái rủi ro này ok, không có vấn đề gì cả Nhưng mà nếu ở đây ở đây, nếu như mà các bạn chấp nhận cái điều đấy Còn cái mà tôi bảo ở đây ấy, là Harry Kane là có một cái sự ổn định Mà có sự chắc nịch Chắc nịch nhất cho 2 đến 3 năm tới cho chúng ta à, là một cái sự ổn định hoàn toàn ở cái khía cạnh mặt trận tiền đạo chúng ta không cần phải lo gì trong 2 đến 3 năm tới chúng ta lo tất cả những vị trí khác đi tại vì hurricane ở đấy à là, là thực sự ấy, là quá là quá là quá là an tâm một cái sự an tâm vô cùng luôn thì tôi ấy, cá nhân tôi ấy, tôi vẫn thích hurricane các bạn chắc biết được cái điều này đúng không nhưng mà một lần nữa mỗi người một góc nhìn khác nhau mỗi người một góc nhìn khác nhau và mỗi người ấy sẽ có những cái lập luận và những cái uh, những cái chia sẻ nó khác nhau thì thế nó mới làm cho cái cộng đồng này nó hấp dẫn đúng không? Và nó luôn luôn gọi là sao nhỉ? Luôn luôn gọi là có nhiều chiều sâu trong cái cách phân tích